Thầy Dạ. chú muốn đi mấy giờ, không đi mấy giờ? Đi nó đêm luôn rồi. Yên chí. Rồi nè, Trần Đề Sóc Trăng nè, ông chú với lại ông anh nè. Rồi. Ở chú huyện nào? Huyện Trần Đề. Huyện Trần Đề ha. Tỉnh Sóc Trăng. Thị trấn Lịch Thượng. Thị trấn Lịch Thượng ha, huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng này. Buổi trưa hôm nay lên ủng hộ chí thứ ba này nha. Rồi. Cô Buta là 4508 nè. Dọn full mới luôn ha. Rồi bảo dưỡng lại cho chú rồi là giờ chỉ làm lại cái bót lái nè. Ở lộn cái tay lái nè, nó bị lắc chứ đổi lại cái bô ha. Làm lại điện đài lại cho chú về huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng luôn ha. Rồi xe này chú lấy chỉ đầu không thôi, cái bô là chú lấy bô hàng bên đây phải không? Dạ ok chú. Dạ không thích bô la ha. Ô, thích bô ấm à. Ở chú đi sớm đi mấy giờ? Tôi 6 giờ mới lên. 6 giờ đi đến đây cũng chưa năm tiếng hộ, bốn tiếng hộ á. Ăn cơm cái nữa cũng 4 tiếng hộ đi được lẻ. Mưa. Ở nhà ra là mưa đó. Này vừa mua xong cũng mưa luôn nè. Mưa à. Bữa giờ mưa khỏe. Không có mưa hạn hán mệt lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn ông chú ở dưới Sóc Trăng lên ủng hộ nhiều nha. Dạ, chúc chú về dùng bền xài tốt, làm ăn phát tài. Giờ chú xài đây, về bữa chú chán chú gọi con đổi 518 à. Dạ. Dạ. Chán rồi, đổi 518 luôn à. Rồi, cảm ơn chú, mong anh rất nhiều.